Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Tình hình là ở tập trước, mình đã mang về đội hình của mình tới tận là hai bộ đôi thời tiết các bạn ạ. Và người bạn nào trong hai bộ đôi này thì cũng rất là mạnh ha. Hôm nay nếu mà có dịp thì nhất định mình cũng sẽ tin dùng những người bạn này. Nhưng mà trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay thì để mình thay đổi diện mạo một xíu ha. Mình mặc cái bộ đồ magma kết hợp với Thunderstorm này cũng khá lâu rồi các bạn ạ. Hôm nay muốn đổi phong thủy một xíu, thế nên là mình sẽ chọn set đồ Neo Plasma. Dạ, set đồ này nhìn có vẻ cũng rất là ngầu các bạn. Và nguyên liệu làm ra set này thì cũng khá là rẻ đấy. Bao gồm một ít crystal nè, với cả là silicon thôi. Đó, nên là mình sẽ làm liền á. Lần lượt là nón, áo, quần. Và cuối cùng là một cái đồ ổn nữa thôi. Yes sir, vậy là chúng ta đã có một set đồ mới. Ui dồ, nhìn có vẻ rất là ngầu các bạn ơi. Với set đồ ngầu như vậy, không biết là nhân phẩm của mình nó có lên hay không đây. Hay là nó vẫn như cũ, hoặc là tệ hơn là nó còn sụt giảm thì hơi toan. Hả? Ê, cái quần đùi diễn bến vậy? What? Ủa? Ê, sao tự nhiên gần nhà mình lại cháy rừng rồi? Ê, cái này mình không biết đâu ngang. Oh my god, thôi xong rồi, có đêm rồi. Ừ, mà bên đây lại có Sukun quá khứ nữa nè các bạn ạ. Thôi được, cho Rayquaza Fusion của mình đề ba cái các bạn ơi. Outstrength chẳng hạn. Ôi trời, knock out luôn. Học thêm được Hyperbeam rồi nữa nè. Và thêm một cái cổng di chuyển. Và cổng này thì sẽ tăng sức mạnh cho kỹ năng hệ nước ha. Nên là mình sẽ dành cho Kyra ha. Ok, và hôm nay dự tính là mình sẽ trở lại cái vùng đầm lầy các bạn. Bởi vì có rất là nhiều bạn muốn mình săn tìm ác long Eternatus. Nhưng mà hiện tại mình chỉ mới gặp Eternatus ở dạng boss thôi, chứ chưa có gặp ở dạng thường á. Nên là hôm nay mình sẽ kiên trì hơn á. Ở bên đó chắc lâu hơn các bạn. Hôm bữa săn Eternatus 3-4 đêm không gặp, chắc hôm nay phải tăng gấp đôi lên á. Cái gì? Ở ngay cái vùng này xuất hiện Zamazenta các bạn ạ. Hả? Huyền thoại này bữa giờ mình mới gặp luôn nha. Ôi, trốn hơi bị kỹ đấy. Wow. Với kèo này thì mình nghĩ với đội hình bộ ba thời tiết vẫn có thể chiến đấu ổn các bạn. Chủ yếu là mình cấu rỉa máu của Zamazenta thôi. Rồi, cấu nhẹ bằng đòn Twister chẳng hạn nè. Ok, Rayquaza Unite cấu rỉa máu rất tốt nha. Cứ chậm chậm như vậy thôi mà chắc các bạn ơi. Tiếp tục nè. Đó. Wow. Và Zamazenta còn biến hình nữa kìa. Uầy, mình mà chinh phục thành công thì mình lại có thêm một huyền thoại cực mạnh về đội các bạn ơi. Ui da, nhưng mà tình thế này chắc phải Dynamax cho Rayquaza Unite quá. Hiện tại em đang hơi đuối các bạn ơi. Ổn không đây? Thêm một đòn nữa nào. Alright, trời, lượng máu hơi nguy hiểm nha. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ sẽ không tấn công nữa, mà chuyển sang đưa Kyra Fusion ra để mình cho em tăng cơ nha. Và tung bóng chứa trên bột Zamazenta thôi. Wow, tính ra mới đổi set đồ này mà nhân phẩm của mình có vẻ hơn các bạn ơi. Được nha. Và buổi tối nên là mình sẽ dùng Dustborn ha. Em coi có ổn. Hả? Cái gì? Một Dustborn thôi, mình đã chinh phục được Zamazenta luôn rồi kìa. Oh my god, như vậy thì không gọi là nhân phẩm cao thì còn là gì nữa. Trời đất ơi, để mình coi thử coi. Zamazenta đây. Wow, ngày mới tuyệt vời các bạn ơi. Để mình đưa Zamazenta ra để chúng ta cùng nhau ngắm ha. Đấy, đã vậy còn có thể biến hình nữa nè. Cực ngầu luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Gửi Zamazenta đi khám phá luôn các bạn ơi. Đã quá à. Ê, Zangu. Ở đây còn có nhóc Zangu nữa nè. Được, luyện tập cho Zamazenta luôn nè. Mới về đội, quẩy xíu đi cưng. Hiện tại có đòn Moonblast nè. Test thử luôn. Trời, cực gắt nha. Mới khởi đầu ngày mới thôi mà mình thấy hơi bị may mắn rồi các bạn ạ. Ra một quãng đường di chuyển thì cuối cùng mình và Zamazenta cũng đã tới cái vùng đất đầm lầy rồi. Tuy nhiên thì bây giờ trời sắp sáng chưa ta?
Ui, cũng sắp sáng rồi các bạn ơi, mặt trời ló vạn rồi kìa. Ây da, xuất hiện thì xuất hiện đi, Ác Long Eternatus. Ui, sẽ chiến đấu 500 hiệp với Ác Long luôn đó. Đội hình tôi bây giờ không có ngán Ác Long đâu. Nhưng mà có vẻ là đúng lúc này trời cũng sáng rồi các bạn. Hơi muộn một xíu ha. Ây, thôi không sao. Bữa nay không thành công thì đợi tới tối hôm sau thôi. Biết sao vậy? Để coi lãng vãng ban ngày coi coi có gặp thêm Pokemon nào độc lạ ở vùng này hay không ha. Ê, ê, cái gì? Ê, xuất hiện rồi. Cuối cùng Ác Long Eternatus cũng đã lộ diện. Ê, tính ra mình chuẩn bị đi tới vùng khác luôn á. Để coi coi với kèo này á ta. Zamazenta mới về đội mình luôn cơ. Thôi được, cho em ra trận luôn các bạn. Rồi, lên khiên và chuẩn bị chiến đấu nào. Moonblast thì có gắt quá không ta? Thử cái. Rồi, câu đĩa rất tốt nha. Tiếp tục là Moonblast nè. Wow, wow, wow. Ác Long phản đòn các bạn ơi. Này thì phản đòn nè. Thốn chưa, thốn chưa. Tiếp tục nè. Có vẻ Zamazenta chiến đấu rất là khỏe các bạn ơi. Và em chống chịu cũng rất tốt á. Ok. Và chắc cấu thêm một đòn Moonblast nữa thôi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tung bóng chữa và chinh phục Ác Long Eternatus. Ê, hay thêm cái nữa nhỉ. Cho ngưỡng máu của Eternatus thấp hẳn các bạn ơi. Rồi, giờ thì các bạn đón xem mình sẽ tốn bao nhiêu Heavy Ball để chinh phục Ác Long Eternatus đây. Quả đầu tiên. Được luôn chăng? Được luôn chăng? Ui, xíu nữa thì thành công ngay từ quả đầu tiên rồi. Không sao, chắc quả thứ hai là thành công nè. Nay nhân phẩm mình cao lắm. Trời, suýt nữa thì được các bạn ơi. Ui da, Zamazenta đuối rồi các bạn à. Mình sẽ đưa những người bạn khác chẳng hạn như là Kyurem Necro ra. Đó, những người bạn này cũng rất là trâu các bạn ơi. Để tăng cơn á. Và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tung bóng chứa hơn. Đó, thành công rồi nè. Wow, tốn đâu đó cỡ 4 quả Heavy Ball. Vậy là Ác Long Eternatus cũng đã về đội của mình. Hôm nay là ngày siêu cấp may mắn của mình rồi. Mới đi một xíu thôi mà đã sở hữu được hai huyền thoại về đội rồi. Ê, bây giờ chắc phải luyện cấp cho những người bạn này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hội quán cái thứ để thử sức mạnh á. Ây da, hợp lý vậy ta. Ừ, thì đúng. Đây là tranh thủ mới có những người bạn mới này. Mình sẽ qua bên DN để mình săn Arceus God và 500 hiệp với Arceus God một hôm. Ý kiến hay đó nha. Được, được, được. Giờ mình sẽ đưa Kyurem tạm thời vô trong nè. Và đưa một người bạn có khả năng tạo hố Ultra ra. Chắc là mình sẽ chọn Palkia Origin. Ok. Rồi, đưa người bạn này ra. Ê, 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 khoan. Hả? Ôi, kia là Pokemon gì vậy? Blaziken Fusion. What? Ê, hình như đây là dạng kết hợp với vị thần rừng ở trong cánh rừng nè. Vị thần Tabu á các bạn. Wow. Rồi, Zamazenta để ba cái nè. Ok, cũng có rẻ được một ít ha. Ui da, chắc thêm một đòn Pai nữa các bạn ơi. Ok, có rẻ sơ sơ mức này thôi. Tiếp theo, mình sẽ đưa Ác Long Eternatus mới về đội ra quẩy luôn. Để xem. Ồ, Ác Long Eternatus của chúng ta rất là trâu nha. Và phản đòn nè, Dynamax Cannon. Ui, ổn không đây? Wow. Cực mạnh các bạn ơi. Câu rỉa rất là tốt nè. Chả nhẹ tiếp tục với Dynamax Cannon sao ta? Mình lo là Blaziken trụ không nổi. Ui dội, hên thiệt chứ. Xí xò các bạn ơi. Rồi, tung một quả bóng chứa và chinh phục người bạn Blaziken ở hình dạng Fusion này về đổi coi. Ổn áp hay không đây? Được. Ừ, được thiệt. What?
Hôm nay là mình bắt em nào là được em đó các bạn ơi. Hả? Trời, gần đây còn có hô ô huyền thoại nữa. Cái quần đùi gì đối với nhân phẩm của mình vậy? Hôm nay là nhân phẩm của mình nó lên ngút trời luôn rồi các bạn ơi. Wow, kiểu mình làm gì cũng bị hên ấy. Thôi sẵn tiện đưa Blaziken mới về đội ra trận luôn á. Hồi máu chẻm cái nè. Wow, và kia là hô ô dạng gì mà nhìn đẹp quá vậy. Tiêu chiến thử coi. Hô ô advance. Wow, nhìn cực kỳ đẹp các bạn ơi. Thử nào, thử nào. Tấn công nhẹ bằng đòn pause. Ổn chứ. Ui da, hô ô phòng ngự rất là tốt các bạn ơi. Ê, không sao không sao, Blaziken vẫn gây sát thương được các bạn. Rồi, cào cái nhẹ nè. Coi coi ổn hay không. Ui da, đúng là cào nhẹ thì không xi nhê lắm các bạn ơi. Dynamax cho người bạn Blaziken mới về đội luôn coi. Đó, bự liền. Và đấy, cấu máu gắt hơn rồi nè. Ui, không biết hô ô advance thì chúng ta sẽ dùng móng chứa gì hiệu quả nhờ. Hiện tại đang ở dưới nước, mình đang tính là dùng deep bone đó các bạn. Ừ, không biết ổn không nha. Thử luôn, biết đâu bất ngờ. Nay mình hên, mình nghĩ là làm gì nó cũng hên thôi các bạn à. Tung deep bone luôn cho nóng nè. Rồi, để xem deep bone liệu có hiệu quả. Ui à, deep bone không xi nhê rồi. Nếu vậy thì mình chuyển sang fast bone chẳng. Không biết tốc độ của hô ô có nhanh lắm không á. Thử trước một vài trái các bạn ơi. Cũng không ăn thua. Rồi rồi, tới hô ô là hơi khó rồi nè. Vậy chắc spam ultra bone thôi. Hết cách rồi các bạn ơi. Lần đầu mình thất bại rồi. Chắc phải thử lần hai quá. Hay ở lần hai thì chắc mình sẽ dùng được Dust Ball nè, tại trời đã tối rồi các bạn ạ. Hay da, Ultra Ball, Hammer Ball là không xi nhê với Ho-Oh Advent rồi đó. Dust Ball không biết làm sao đây. Trời luôn, lần hai cũng fail rồi các bạn ạ. 40 lượt rồi có ít đâu, là nãy giờ là sơ sơ 70 lượt rồi. Mình biết là Ho-Oh khó chinh phục rồi, nhưng mà không nghĩ là sẽ khó tới mức này các bạn ạ. Trời, đừng để tôi nóng nha, ngồi là tôi cho Ho-Oh nằm một đống ở đây bây giờ á. mấy nhóc Pokemon của tôi lẽ hơi bị bực Ho-Oh Advent rồi. Ôi, trời trời trời, đã vậy còn xanh lá mình nữa chứ, cay thế nhờ. Ho-Oh kỳ cục này. Ê, nữa kìa, giỡn với tôi hả? Wow rồi nha, bực thiệt các bạn ạ. Gì đâu mà nhây dễ sợ luôn á. 3 days later. Theo kinh nghiệm chinh phục Pokemon khó bắt từ đầu tới giờ, những cái nhóc nào mà mình tốn hơn 120 quả bóng mà không bắt được các bạn là tại mình xui. Ây da, hết cách luôn rồi. Mình xài quá trời hao bóng chứa mà chưa có bắt được Ho-Oh Advent nè. Tới nước này chỉ còn nước là mình sẽ sử dụng một quả Park Ball thôi các bạn à. Rồi một xíu mình đánh boss mình cày lại sao ha. Ai biểu Ho-Oh Advent lì quá anh chị. Rồi, chui vô cái Park Ball này cho tôi. Nhúc nhích đi đi. Này thì lì nè. Ok, vậy là đội hình Advent của chúng ta đã có thêm một người bạn nữa rồi các bạn. Đấy chính là Ho-Oh ha. Wow, trời, chỉ số đều ro vậy, đãi ta. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ Pakia tạo ra hố Ultra trước cái nè. Alright, sau đó cho Pakia vô trong nghỉ ngơi cái ha. Mình sẽ cho Ho-Oh Advent quẩy nhiều lên để bù lại mới được ha. Ủa, ấy một khoan. Ủa, mình qua địa end mà tạo hố Ultra anh chị. Ừ ha. Cũng như không mà trời đất ơi. Lắc lắc lắc. What the heck. Ê, vậy tính ra nãy giờ mình ở cái vùng này lâu quá. Spectrio xuất hiện mà mình không hay luôn các bạn ạ. Nữa kìa, xuất hiện thêm một Spectrio nữa nè. Đây là dạng Fusion nha. Hai nhóc này để coi coi kích thước có vẻ là xem nhau các bạn. Nếu vậy thì mình sẽ coi nhóc nào dễ bắt thì mình sẽ bắt nhóc đó trước ha. Ồ, lại đây nào.
Trời ơi, còn bơi lại nữa. Thiệt tình, mình phóng lại luôn cho nhanh các bạn. Và để coi Ho-Oh sẽ chiến đấu như thế nào đây. Ồ, có rễ rất là tốt nha. Wow, không uổng công mình đầu tư Park Bond cho Ho-Oh Advance. Đây nè, trời ơi. Ủa sao bữa nay nhiều Spectre xuất hiện vậy? Lại thêm một Spectre nữa xuất hiện kìa các bạn. Lãnh địa Spectre sao rồi? Oh my gosh. Và với Spectre thì ôi đang trời tối vậy ta. Dustborn, mình sẽ ưu tiên Dustborn các bạn ơi. Được hay không đây? Trời ơi, hồi nãy tôi đã tốn một Park Bond cho Ho-Oh rồi đó. Tôi không muốn tốn thêm một cái Park Bond cho Spectre nữa đâu. Để dành cho những người bạn có tính sau này nữa. Bây giờ yes, ít ra phải vậy chứ. Trời trời ơi, xa xa còn có Eternatus xuất hiện nữa kìa. Bữa nay cái vùng đầm lầy này nó lạ lắm các bạn ơi. Nó không giống như những ngày trước mình hay ghé đâu. Giờ cho hai Eternatus solo với nhau trước rồi đó. Trước mắt là kích thước mình thấy Eternatus nhà mình có vẻ là ha bự hơn các bạn ơi. Có lý, có lý. Rồi, Dynamax luôn nhờ. Chơi lại, ôi trời. Trời mình chơi lại quá các bạn ơi. Ý bự ăn hiếp nhỏ rồi. Mình chơi kỳ cục kẹo quá à. Thôi chắc mình nghi mình bị nghiệp quật quá các bạn à. Rồi, giờ mình sẽ đưa Spectre ra ngoài để chúng ta ngắm ha. Và Spectre Fusion này thì không biết là có bay được không. À không bay được ha các bạn. Nhưng mà về hệ thì sao nhờ. Bình thường là em sẽ hệ hệ ma thì phải. Ồ, ở dạng này em có sẽ có thêm hệ siêu linh các bạn ơi. Chỉ số cũng rất là đồng đều nè. Wow, ok đấy chứ. Rồi, và hồi nãy mình hơi quê sệ một xíu. Tính qua The End, nhưng mà lại kiểu như là nhờ Pakea tạo ra hố Ultra, không hiểu luôn. Nên là giờ mình sẽ trở lại The End ha. Hy vọng là bữa nay, nếu mà mình đang hên như vậy, mình sẽ có thể tìm được cả Arceus ở dạng God và chúng ta solo một chặp cho thiệt là đã ha. Lâu rồi, chưa có thách đấu lại Arceus God các bạn ạ. Trên đường trở lại cái khu vực Stronghold, mình phát hiện ra ở vùng băng tuyết này có một cái hội quán các bạn ơi. Đây là Frostfall Gym. Wow, nhưng mà có một cái điều hơi đặc biệt á, các bạn để ý nha. Những cái trainer trong cái hội quán này nhìn na ná nhau các bạn à. Như kiểu là anh em sinh đôi với nhau á. Trời đất ơi. Nhưng mà cái hội quán này đặc biệt chỗ là hình như chỗ hội quán. Ủa đây 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 đây, chỗ quán đang đứng phía bên trong kìa các bạn. Ồ, còn phía bên đối diện sẽ là hả? À, phía bên này là sẽ rất là nhiều trainer ha. Ok, đã gặp được một hội quán, hình như đây là hội quán băng đầu tiên mà mình gặp luôn hay sao á. Wow, nhất định là phải vô để thách đấu rồi. Nhưng mà mình đi đường lầy xíu các bạn ơi. Đi đường này thì sẽ đỡ bị cà khịa hơn á. Rồi rồi, kia là chủ hội quán băng nè. Trông rất là ngầu nha. Sẵn tiện mình sẽ test sức mạnh của những người bạn mới về đội của mình, như là Spectre nè, rồi Ho-Oh Advance các thứ đồ ha. Hợp lý. Rồi, với kèo này thì mình nghĩ Ho-Oh sẽ có lợi thế khá là nhiều đó các bạn à. Ui, nhưng mà hiện tại chưa có kỹ năng hệ lửa nữa. Trời ơi, uổng vậy. Nhưng mà mình cũng muốn cho Ho-Oh ra trận xíu ha. Rồi, Ancient Power. Ủa, what? Chủ hội quán có Regice ở dạng quá khứ kìa các bạn. Wow. Nhưng mà không sao, Ho-Oh Advance của mình có vẻ ôi da, bị trọng thương rồi. Ôi da, toan rồi các bạn ơi. Không ổn tí nào. Ý, nếu mà như vậy thì thôi, chắc mình sẽ nhường sân chơi này cho người bạn Blaziken Fusion đi. Mình nghĩ Blaziken Fusion cũng sẽ chiến đấu rất là tốt đó. Ui da, chưa gì bị trọng thương nữa rồi. Rồi, Flame Jack nào. Blaziken Fusion. Ui sao không xì nhê trơn nhờ. Cắn rồi. Đánh như vậy thì ui, đồng đội đầu tiên đã nằm xuống rồi. Ây da, tiếp theo là Ác Long Eternatus. Đầu tư luôn á. Tấn công một cái. Ui, hình như mình chọn hơi sai các bạn ơi. Đưa Eternatus ra kèo này là hơi bị lỗ rồi. Ây da. Ui, nhưng mà không sao, em vẫn làm được, hay lắm. Wow, tiếp theo còn có Glacier nữa kìa. Ê,
Glacier mà solo với Spectre thì sao ta? Hơi bị tò mò nha. Ấy, trời đổi bột. Ui, Kyurem Advance. Ghê vậy. Đưa Kyurem thì tôi sẽ đưa Zamazenta ra trận. À ha, đón nhận Moonblast của Zamazenta tôi nè. Trời ơi, lại đổi Pokemon nữa kìa. Wow, chú quán này toàn Pokemon VIP VIP rồi mà các bạn ơi. Căng rồi. Không biết có ổn hay không đây. Ô mới học được Fire Blast nè. Thử cho em ấy chiến đấu ha. Trời ơi, siêu hiệu quả luôn các bạn ơi. Quá gắt. Tiếp tục nào. Yay. Ui mà tới kiểu này thì hơi khó cho Ô nhà mình nha. Căng rồi. Liệu rằng có kịp tấn công một cái. Ui. Em vẫn kịp đánh Kyurem Advance một cái cực thốn các bạn ơi. Hay lắm rồi. Em đã làm hết sức á. Phần còn lại để Zamazenta gánh tem cho Moonblast nè. Thành công hay không? Ui. Thành công nhưng mà không gây được quá nhiều sát thương các bạn ơi. Không nghi vậy ta. Nhưng mà đánh lâu dài mình nghĩ Zamazenta của mình vẫn sẽ có cơ hội trụ nổi các bạn ạ. Mình tin tưởng em. Ấy, nữa lại đổi Pokemon rồi. Đổi thì tôi cũng đổi thôi, tôi cũng có Spectre mà. Zamazenta cố lên. Mình tin em ấy. Gánh tem đi nào. Trời ơi, còn 4% nữa. Không kịp các bạn ơi. Gắt rồi. Ok, thành công. Còn, còn Glaceon nữa. Ấy, hình như đây là một dạng của Eevee nè các bạn ạ. Một dạng tiến hóa của Eevee. Rồi luôn, thua rồi. No. Rồi, Eternatus cũng không gánh nổi. À, những người bạn Pokemon này đã cố gắng hết sức rồi. Hey, không sao hết các bạn. Thua keo này, ta bày keo khác ha. Hôm qua chúng ta chưa test thử đội hình Full Necro đúng không? Để hôm nay mình test đội hình bộ ba thời tiết Necro. Ui da, nhưng mà hơi thiệt thòi cho Raiden á. Nhưng mà không sao, mình tin em vẫn quẩy tốt thôi. À, kèm theo đó là mình sẽ nhờ thêm Chiyu chẳng hạn. À, thêm người bạn nào nữa ta? Iron Queen. Yes sir. Thêm một người bạn lửa nào nữa đi. Để mình coi người bạn lửa nào ta. Ê, Nightel. Chính xác rồi, Nightel đã về đội mình từ rất là sớm nè các bạn. Nhưng mà cũng ít khi mà em được ra trận á. Ê, hôm nay sẽ là dịp comeback của Nightel. Yes, đầu tiên cho em đề ba luôn nè. Yo. Đó. Đối thủ là Articuno nha. Để coi với Inferno thì Ui da, đổi sang Regieye dạng quá khứ rồi. Tính đỡ đòn à. Rồi, để xem có đỡ nổi hay không đây. Nightel, tấn công. Ui, không thành công hả? À đây nè. Rồi, gây phỏng luôn kìa. Ui nhưng mà kèo này hơi bất lợi cho em các bạn ơi. Nếu mà như vậy thì để mình đưa Rayquaza ra đối đầu với Regieye dạng quá khứ cực trâu này ha. Ui da, không sao hết. Hình như Regieye cũng có hệ rồng á các bạn à. Nên là Rayquaza tấn công đi. Outstrike nè, chính xác rồi. Cực gắt luôn. Tới Kyurem thì sao? Trời ơi, đánh Kyurem trọng thương luôn rồi kìa. Wow, tới công chuyện thì các bạn ơi, thêm một đoạn Outrank nữa nhờ. Rayquaza Necro vẫn là một cái gì đó rất là bá đạo các bạn. Ui không ổn rồi. Articuno God. Ui hên quá, Rayquaza Necro rất là trâu các bạn. Em tăng cơ cũng tương đối tốt nè, mà còn phản đòn gắt nữa. Liệu rằng, trời, knock out Articuno God luôn. Ui nhưng mà kèo này thì hơi bất lợi cho em á. Nên là thôi, để em vô trong đi. Mình sẽ đưa người bạn Raiden Necro. Yeah. Thể hiện nào Raiden. Cơ hội để em tấn công bằng một đòn Fire Blast. Đó, trời. Chọn đúng người bạn rồi các bạn ạ. Rồi, vậy là thêm một đòn nữa thôi. Chúng ta sẽ knock out Glacier. À, Kyurem à. Vậy thì tôi đưa Kyure. Kyure đấu nhau với Kyurem các bạn. Với tình hình này thì mình nghĩ Kyure của mình sẽ chiến thắng chăng? Cố lên em.
Lụm cục kẹo. Hay lắm. Ủa? Activish. Wow. Activist. Wow, trainer này còn có Activist nữa các bạn ơi. Hả? Vậy thì Activish. Water Spout liệu có hiệu quả? Ui da, không thành công rồi. Kèo này thì ê, Kyo Renekro vẫn gánh tem được các bạn ạ. Ancient Power làm rất là tốt luôn. Trời ơi, sắp thắng rồi. Còn người bạn nào chưa ra trận? À, Chiyu với lại là Iron Queen nè. Tranh thủ, tranh thủ. Rồi, Chiyu thể hiện nào. Ui da, chưa gì bị thốn vậy. Không sao, còn đòn Flare Blitz mà. Knock out luôn. Vậy là Iron Queen không kịp ra trận rồi. Và chúng ta sẽ được một cái huy hiệu hội quán hình cục nước đá các bạn ạ. Ui, rất là đẹp ha. Ê, cảm ơn anh chủ hội quán nha. Mặc dù lúc đầu anh bán hành cho mình và bán hành luôn cho cả những người bạn mới về đội trong ngày hôm nay nè. Nhưng mà không sao, chúng ta đã có thể phục thù rồi các bạn ạ. Hy vọng là sắp tới chúng ta còn gặp thêm nhiều hội quán ở vùng băng này nữa. Bữa nay mình có linh cảm là chúng ta sẽ gặp được Arceus thứ dữ đó các bạn ạ. Thật, các bạn thấy hôm nay mình có hên không? Chứ mình là thấy mình siêu cấp hên luôn rồi. Làm gì cũng thuận lợi hết trơn á. Nên là hy vọng cái chuyện mà mình săn tìm Arceus cũng sẽ thuận lợi như vậy ha. A few moments later. Cái gì? Hả? Đây là Diaga đó hả? Ồ, đây là dạng Fusion các bạn. Uầy. Đây là dạng kết hợp với Pokemon chim cánh cụt. Mình quên tên mất tiêu rồi. Uầy, nhưng mà cũng ngầu quá các bạn ạ. Ê, nhất định chúng ta phải chinh phục người bạn huyền thoại này về đội các bạn ơi. Các bạn thấy có chất không? Mình thấy là cực kỳ chất luôn nha. Rồi, Moonblast nào, Zamazenta. Ấy, ủa? Lộn Pokemon các bạn ơi. Thôi quên xệ xíu. Đây, bây giờ mới tới lượt của Diaga Fusion nè. Hồi nãy Spectre không có nhiều dịp thể hiện lắm các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ cho Spectre ra ngoài ha. Và thể hiện nào cân. Ôi dạ, có rỉa máu không nhiều lắm ta. Dynamax lên lên. Đó, Dynamax lên có vẻ là có rỉa tốt hơn rồi nè. Ok, tiếp tục nào. Hay lắm. Rồi, đấu tầm 2 lần nữa thôi các bạn ạ. Ngưỡng máu mà về mức đỏ là chúng ta sẽ lập tức tung bóng chứa và chinh phục huyền thoại sáng tạo ở dạng đặc biệt này á. Ui, ê, gắt vậy. Ây da, không ổn rồi, chắc phải tung bóng chứa luôn các bạn ơi. Quả thật hôm nay là nhân phẩm mình nha, cao ngút luôn rồi. Làm gì cũng hên á. Ý, ôi trời, tưởng đâu lần đầu tiên mà chinh phục được Diaga Fusion luôn thì bá cháy. Không sao, với cái đà này mình nghĩ tầm vài quả nữa thôi là được các bạn ơi. Mình tin vào nhân phẩm của mình hôm nay. Vậy, chính xác rồi các bạn ạ. Cuối cùng, người bạn Diaga Fusion cũng đã về đội của mình. Hả? Ở dạng này, Diaga sẽ mang song hệ rồng và nước các bạn ạ. Bình thường là rồng và thép ha. Ngắm cái coi. Trời. Chất. Với hình dạng này chắc mình sẽ gọi đây là Diaga vua chim cánh cụt đi các bạn ạ. Yes sir. Và vẫn bay được nha. Ok. Bây giờ chắc mình sẽ tiếp tục cưỡi Diaga lượn lờ bên này á và tìm kiếm Arceus thôi. Nãy giờ đi cũng khá lâu các bạn ạ, nhưng mà chỉ mới gặp mỗi Diaga là huyền thoại à. Hình như nhân phẩm của mình nó bắt đầu giảm rồi hay sao á. Ôi trời, ở đây còn có hóa thạch con gì nữa nè. Yêu. Ê, sao giống hóa thạch của con Phantom vậy ta? Ồ, hay là hóa thạch của một loài Pokemon nào nhờ? Ừ, cũng có thể lắm á. Đây là Eternatus nè. Ủa, kết bóc ở đây các bạn ơi. Oh my gosh. Chính xác rồi các bạn. What, nhưng mà cái dạng này cực kỳ to lớn luôn. Oh my chui. Các bạn thích Eternatus ở dạng nào hơn? Ở dạng bình thường này nhìn cũng ngầu nè, ở dạng này thì nhìn giống như là một cái cơn lốc xoáy vậy đó các bạn ạ. Mà cũng siêu ngầu luôn á. Ui da, chiến đấu để coi. Ui, nếu mà để Eternatus tấn công thì hơi căng các bạn ạ. Không biết có knock out luôn hay không nữa. Hết. Đòn hai bơm bim có vẻ là có rỉa máu ok nè. Chứ cái đòn, trời,
Eternatus đặc biệt tấn công 2 lần liên tiếp luôn à. Thôi phải Dynamax lên thôi. Không thôi là Eternatus của mình sẽ đuối đó các bạn à. Cố lên. Hiện tại thì đang khá là cần nha. Tiếp tục nào. Rồi Eternatus đã làm hết khả năng rồi đó các bạn à. Hay da. Thôi được rồi, giờ thì cho em nghỉ ngơi đi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tung bóng chứa luôn nhờ. Chứ đánh nữa thì mình lo là Eternatus đặc biệt này sẽ không trụ nổi các bạn. Heavy Ball đi, mình còn 3 quả duy nhất thôi. Please, 3 quả thôi. Chịu đi mà. Rồi luôn, 1 quả rồi. Hay, còn 2 quả cuối cùng. Liệu rằng chúng ta có làm được? Yes, chúng ta làm được các bạn. Nice. Vậy là hôm nay chúng ta sở hữu tới tận 2 Eternatus lận các bạn ạ. Ba chay thì chứ. Ví dụ mình cho em ăn thật là nhiều kẹo thì chắc một tí nữa mà em có Dynamax lên nữa, chắc còn bá cháy lên nữa các bạn ạ. Ok, cho em ăn full kẹo luôn. Alright. Đó, cấp độ Dynamax là maximum rồi nha. Nice. Gửi em được không? Đâu rồi? Hitbox của em đây. Cưỡi được nha, let's go. Trời ơi, cưỡi người bạn này mà đi tìm Azure thì thôi, ngầu khỏi cái bàn luôn các bạn ạ. Một mình em thôi là to bằng một cái đảo nhỏ ở The End đó nha. Với kích thước khổng lồ này thì mình nghĩ em chỉ thua mỗi là Snorlax ở dạng Unite nữa các bạn ạ. Chứ không có Pokemon nào mà to như em đâu. Ô mà chui. Quay. Đi á. Ê. Hả? Diagot hả? Hèn gì mình thấy bự. Kinh khủng luôn các bạn ơi. Ok, đối căng. Eternatus, kèo này mình sẽ chọn em. Khiêu chiến luôn nào. Let's go. Cối kìa. Ở kích thước này thì Diagot vẫn nhỏ hơn so với Eternatus nhà mình nha. Thử dùng vuốt rồng trên Eternatus coi. Ui thôi xong rồi. Không ổn các bạn ơi. Sức mạnh của Diagot bá đạo quá à. Ui no. Mình thất bại rồi. Ây da. Mình đã quá là khinh thường huyền thoại Diaga rồi. Ủa mà ở dạng God mình thấy cũng giống dạng thường mà ta. Ủa, đúng không? Các bạn có thấy giống dạng thường không? Nhưng mà sức mạnh thì mình nghĩ là chắc chắn là khỏe hơn rồi đó. Ui kìa, đánh ra Magenta cực thốn luôn. Thôi toang. Moonblast cũng không hề si nhê luôn nha. Hay. Chiến này là căng thật rồi. Liệu rằng Eternatus còn lại của mình có thể dùng Dynamax Cannon không kịp? Thôi toang. Oh my god. Lạ thật các bạn ạ. Hoho Advent thì có vẻ cũng đuối sức luôn rồi. Rồi luôn, hiểu vấn đề luôn các bạn ơi. Hầu như những Pokemon của mình đều bị Diagot knock out trong 1 tới 2 hit hả? Không thể tin được. Ui. Rồi luôn, chạy kịp không? Hên quá, mình còn giữ an toàn cho một người bạn các bạn ơi. Hey, sao vậy ta? Căng rồi. Ê, lâu rồi mình chưa cho Greninja Advent ra nhờ. Đúng. Gachum Advent. Kyurem Advent. Metagross Advent. Thôi được, hôm nay sẽ là đội hình Advent nghênh chiến với huyền thoại Diagot ha. Không biết có ổn hay không nữa. Nhưng mà liều ăn nhiều các bạn ơi. Ok, thử coi. Nice slash. Ui da. Toàn rồi. Không thấm thía vào đâu các bạn ơi. Gachum God. Ủa lộn, Gachum Advent thì sao? Với kèo này chắc là chúng ta Dynamax cho Gachum quá. Thôi được. Thử luôn nào. Trời, bị tê nữa chứ. Ây da, thất bại rồi. Tê là ẩu rồi. Có vẻ cũng là hệ rồng nhưng mà Diagot là rồng thứ dữ rồi các bạn ơi. Với những người bạn khác thì sao?
Ui, Metacross Advance cũng không phải là đối thủ nha. Gắt hơn trái gắt nữa trời. Starca mình cũng nghi lắm các bạn à. Đâu á. Thôi xong. Tới lượt Dioxide Advance thì trời, có vẻ nãy giờ là thành viên cấu rượt nhiều máu nhất nè các bạn, nhưng mà cũng không chịu nổi luôn nha. Đội hình Advance thất bại rồi. Nãy giờ chỉ là nháp thôi. Bây giờ mới là đội hình thật sự của mình cho ra trận ngày hôm nay nè. Yo, let's go. Mở màn, mình sẽ dùng Sonic God ha. Ok. Và để coi, chắc chúng ta sẽ dùng Outstrand nha. Ôi trời ơi, gắt vậy. Ây da, Sonic God, em cũng đã cấu được gần 20% máu các bạn. Ây da, sao nghi vậy ta. Articuno God, có kịp tung đòn Blitz à? Yes, trúng đòn rồi. Ê, TT rồi đúng không? Diaga God, TT rồi đúng không? Gánh tem luôn nào Articuno. Phượng Hoàng Băng của chúng ta. Yes, làm được rồi các bạn. Wow. Đây rồi, phải tới lượt đội hình God ra trận thì chúng ta mới lật ngược thế cờ các bạn ạ. May thế, tí nữa đội hình của mình ăn hành sắp mặt rồi. À quên, ăn hành luôn rồi chứ suýt gì nữa. Trời đất ơi. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ cho những người bạn này đồng hành cùng mình trên cái chặng đường đi tìm Azeroth God á. Azeroth ơi, hãy xuất hiện đi, nấp gì mà kỹ vậy. Day 3. Ê? Đây rồi các bạn ơi. Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng vị thần sáng tạo dạng God đã xuất hiện rồi. Trốn đi đâu nữa Arceus. Hả? Định chuồn đúng không? Ai cho? Wow, dạng này mặt Arceus có vẻ là ngầu lắm các bạn ơi. Nhưng mà cơ thể thì nhìn nó hơi thô sơ ha. Nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là mạnh đấy. Rồi, đệ ba nào. Ho-Oh Advance. Ổn không? Ui da, thất bại rồi. Hả? Fire Blast. Ok, Fire Blast có vẻ ổn nè. Thêm một lần nữa đây. Yes. Trời. Ui, no. Ui. Không an toàn các bạn ơi. Ngọn lửa của Ho-Oh hơi nguy hiểm. Mình sẽ chọn Diaga Fusion đi. Cho đứa con của đấng sáng tạo đánh nhau với đấng sáng tạo luôn á. Vuốt rồng cái nhẹ. Ok, vuốt rồng có vẻ ổn nè. Tiếp tục phát huy nào, Diaga Fusion. Cẩu rỉa máu nha. Azeroth God phản công rồi các bạn ơi. Nhưng mà quá muộn rồi. Diaga Fusion đã làm rất là tốt nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ thử dùng những quả bóng bình thường và chinh phục đấng sáng tạo dạng God để xem có thành công. Ui da, không rồi các bạn ơi. Hết Heavy Ball rồi. Để mình coi nè. Ở DN chúng ta cũng có thể dùng những cái quả Dust Ball. Tại đây đâu có sáng sủa lắm đâu. Thử coi. Mình sẽ spam một xíu ha, biết đâu bất ngờ. Mình còn 70 mấy quả Dust Ball mà. Chơi ha, tất tài với Arceus God luôn á. A little longer than a few minutes later. Mình không biết là mình thử tới lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Nhưng mà mình gần hết bóng chứa rồi các bạn ơi. Mà vẫn chưa chinh phục được Arceus ở dạng God này nữa. Rồi luôn, giờ còn level ball với mấy quả tàu mía nào không à. Không liên quan gì tới Eternatus hết. Sao nghi vậy? No. Cái gì mà nhỏ vậy? Ở kìa. Ui thiệt các bạn à, vậy là nhân phẩm của mình vẫn không đủ để chinh phục Arceus rồi. What the heck? Chắc một phần Arceus God thấy mình gà quá, không muốn về đội mình hay sao rồi nè. Chứ muốn là nãy giờ về đội mình rồi, chứ mắc đâu tới bây giờ. Rồi luôn, trái level ball cuối cùng. Hết rồi. Thôi, mấy cái quả khác như là GS ball, Beast ball và Deep ball chắc chắn là không có đủ sức để bắt được Arceus rồi đó. Mà giờ bỏ đi thì sao mà được. Nên là chúng ta chỉ còn biện pháp cuối cùng này thôi các bạn à. Arceus thì vô trong. Ủa, ôi trời, phóng còn hụt nữa thằng ơi. Hình nó phóng lọt xuống dưới thì chắc. Thiệt luôn á, chắc lúc đó là cay lắm luôn ấy. Ok. Arceus gió tính chạy á vậy. Ui không có cho đâu. Đấy rồi.
Và sau khi sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng thì Aseus God chính thức đã về đội của mình rồi. Ê, mà các bạn có tò mò về hệ của Aseus God không? Mình sẽ coi thử ha. Ở dạng God, Aseus sẽ mang sóng hệ đất và hệ thương. What the hell? Ui, nhưng mà rất là mạnh nha. Ok, cưỡi Aseus God coi. Chúng ta sẽ bay qua hố Ultra nè. Nè, rồi từ hố Ultra chúng ta sẽ nhảy về nhà cho nó nhanh nha các bạn. Giống như là đi đường tắt gì đó. Ôi. Ui, tính già quá non rồi các bạn ơi. Đi đường tắt kiểu đó không được rồi. Vậy là vẫn phải đi về bằng đường DN nào nha. Mình còn dư khá là nhiều mấy miếng Blade và mình sẽ thử coi. Cho Aseus sử dụng miếng Blade hệ điện thì... vẫn có thể thay đổi hệ của Aseus được. Ui, ở đây có đói cho Aseus test sức mạnh luôn nè. Ngon. Vô luôn. Thể hiện cái nhẹ nào, người bạn mới của tôi. chúng ta sẽ tấn công bằng đòn này chẳng hạn. Ổn mới không đây. Cũng ok đấy các bạn ạ. À da. Nhưng mà Alakazam gắt hơn các bạn ơi. Thôi. Mới về đội mà ăn hành thì kỳ lắm. Để cho những người bạn khác tiếp chiều đi. Ôi trời. Hả? Không lẽ Diaga cũng đi luôn sao trời? Ôi no. Mình có khá là nhiều Drift Blade nè các bạn à. Cho Aseus chuyển sang hệ bóng tối đi ha. Để xem sau khi chuyển sang hệ này thì Aseus God có kiểu như là trâu hơn hay không á. Ok, thử nào. Có vẻ là trâu hơn các bạn à. Đấy rồi, cơ hội để Aseus God lập công nè. Alakazam, trời, bị đánh 3 hit liên tục nha. Không chơi chuồn nha bro. Hit thứ tư. Rồi luôn. Có nên cho những người bạn khác lập công không nhỉ? Mà thôi, sân chơi này là của Aseus God rồi. Gánh thêm nào người bạn mới của tôi. Ui, không sao hết mà. Phản đòn nè. Ê, chơi mà chơi. Trời ơi, không xài được Earth Power rồi. Vẫn còn đòn Hyper Voice các bạn ạ. Và ui, chúng ta được quá trời kẹo nè. Thôi, để bù đắp cho người bạn Eternatus mới bị đánh một cú cực mạnh. Mình sẽ cho em ăn cục kẹo đi ha. Đây, ăn cục kẹo đi cứ. Rồi. Ui, học được kỹ năng hồi phục máu nè. Ok đó, thêm cục nữa đi. Còn cục kẹo bự thì mình sẽ cho người bạn nào ta. Aseus mới lập công lớn mà không cho Aseus ăn thì kỳ lắm. Rồi, cho cục kẹo bự luôn nha. Đó, vậy là nhiệm vụ hôm nay đã thành công mỹ mãn các bạn ạ. Thế nên là bây giờ mình cũng không có tham lam gì nữa, đi về thôi. Tầm này là chắc chỉ đợi thiếm từ ghé nhà rồi khè lại thiếm từ quá các bạn ơi. Hôm bữa dám khè Aseus God hả, bữa nay mình đã sở hữu được rồi nha. Đã vậy còn có thêm nào là Eternatus ở dạng cực kỳ ngầu này. Rồi mình còn có Eternatus dạng bình thường nữa nha. Đó, bên cạnh đó thì có thêm Spectre Fusion nó dụng đậm lại Diaga Fusion ở thế giới DN nè. Rồi Plasican Fusion nữa. Và không thể thiếu là Ho-Oh ở dạng Advanced. Và trong ngày hôm nay các bạn ấn tượng và thích nhất Pokemon nào, hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Còn mình thì mình thấy em nào cũng thích hết các bạn. Mà thích nhất chắc là Eternatus ở dạng khổng lồ này nè. Tại vì lâu lắm rồi mình mới bắt được thêm một người bạn mới mà siêu to khổng lồ giống như vậy á các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Mà cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Love Cruise hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Bisamon siêu cấp. Các bạn có hóng trận chiến của mình với cả là thiếm tự sau khi sở hữu Aseus God hay không? Thôi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.